Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Đầu Tư Tài Chính Tự Do. Thì ngày hôm nay như thường là chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về diễn biến của thị trường, cũng như từ đó đưa ra những góc nhìn về thị trường ở trong những phiên sắp tới. Anh chị hiện tại đang xem video của em, nếu thấy hay hữu ích thì đừng quên bấm like video, subscribe kênh, đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký. Bên cạnh đó ở phía dưới phần mô tả video em có để thông tin liên hệ là Zalo cũng như là số điện thoại. Thì nếu anh chị nào hiện tại có nhu cầu muốn mở tài khoản tại VBS hoặc là đang chưa có ai hỗ trợ, cần tìm người tư vấn về danh mục về cổ phiếu, có thể là kết bạn Zalo với em hoặc là trợ lý của em để được hỗ trợ trong quá trình đầu tư. Ngoài ra thì em cũng có để cái đường link nhóm Zalo cộng đồng ở đây, anh chị có thể nhấn vào cái đường link này để đăng ký trao đổi chia sẻ cùng với anh chị ở trong room cộng đồng ha. Rồi cảm ơn chị rất nhiều vì đã luôn dành thời gian để theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của em. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh giá về cái phiên dịch ngày hôm nay, cũng như cái kỳ vọng của chúng ta về thị trường ở trong tuần tới. Đầu tiên là chúng ta nói về cái phiên ngày hôm qua và cái video ngày hôm qua, chúng ta có nói về cái diễn biến khi mà thị trường đạp HTC vào cuối phiên chiều với cái tốc độ nhanh như vậy thì hầu hết nhà đầu tư cá nhân người ta sẽ không kịp phản ứng với cái lực bán đó, tức là sẽ có khá nhiều nhà đầu tư chưa kịp đưa ra quyết định hành động và sẽ chờ cho đến ngày hôm nay, tức là buổi sáng ngày hôm nay hoặc là buổi chiều ngày hôm nay thì mới bắt đầu đưa ra cái quyết định là có bán hay không hay là mua thêm. Thì anh chị thấy được là cái việc mà chúng ta thứ nhất đầu tiên á, là phiên ngày hôm nay không có gấp, không có gấp nào. Theo như kỳ vọng ngày hôm qua của mình là phiên ngày hôm nay đáng lý ra nên có một cái gap down để kích bán ngay từ đầu ngày, là bởi vì thời điểm đó là thời điểm rất nhạy cảm, và nhà đầu tư cá nhân người ta sẽ dễ bán hơn, thay vào là chúng ta giữ nền ở trong phiên rồi sau đó mới đạp. Cái thứ hai nữa là phiên ngày hôm nay cơ bản cái nhịp đạp cuối ngày chúng ta cũng sẽ cần đánh giá kỹ về nó, nhưng tất nhiên điểm cộng lớn nhất là ngày hôm nay chúng ta đã không thủng đi cái mốc 1075. Đây là cái mốc chốt chặn của cái nhịp bùng nổ trước đó mà ngày hôm qua mình có đề cập tới. Tức là chúng ta quay về kiểm tra là cái vùng hỗ trợ này, và chúng ta có một cái nến rút chân bật trở lại đóng cửa lại trên cái mức 1090, thì xem như phiên ngày hôm nay là một phiên lực cầu đã chấp nhận hấp thụ, hấp thụ là cái lượng cung chốt lời bán ra lanh quanh cái vùng hỗ trợ 1075 đó, và khả năng chúng ta sẽ có một cái nhịp bull lên tiếp diễn để kiểm tra lại cái mốc 1100 một lần nữa ở trong những phiên đầu tuần tới. Thì một tí nữa mình sẽ đi sâu hơn. Ngày hôm nay em sẽ có một số những cái lưu ý cho anh chị về cái nhịp hồi cuối ngày hôm nay, tại sao tạo lập lại liên tục sử dụng những cái thời điểm ATC, tức là những thời điểm rất là nhạy cảm và rất là dễ tác động về giá, là bởi vì đó là lúc mà đa phần nhà đầu tư cá nhân người ta sẽ không có thực hiện cái thao tác mua bán quá nhiều. Thông thường nhà đầu tư cá nhân người ta sẽ rất là ngại mua bán ATC, nên đó là cái mà chúng ta cũng sẽ cùng đánh giá liệu rằng là cái nhịp kéo cuối ngày hôm nay nó có cái ý nghĩa gì, nó đi kèm với cái nhịp kéo, cái nhịp đạp ngày hôm qua ha. Rồi thì đầu tiên là chúng ta sẽ nói về thị trường tổng quan trước đi. Thì VN-Index ngày hôm nay chúng ta đóng cửa mức là 1095,61 điểm, tương đương với mức tăng là 0,65%. Nhìn chung thì xét về mặt tổng thể thì phiên ngày hôm nay cái áp lực bán nó vẫn tập trung chính lên các cổ phiếu, nó khiến cho có 381 mã giảm so với lại là 146 mã tăng. Tuy nhiên để nói về các cổ phiếu mà gọi là đóng vai trò chủ chốt, tức là cái những cổ phiếu mà đa phần nhau từ cá nhân tham gia, thì ngày hôm nay cái nhịp hồi cuối phiên đã giúp cho các cổ phiếu được bật lại khá là tốt ở cả những cái nhóm như là chứng khoán, ngân hàng hay là bất động sản. Thì đa phần cái cổ phiếu đều neo lại được ở mức xanh nhẹ, hoặc là thậm chí là có những cổ phiếu như Nam Kim, SI, VND thì vẫn duy trì được cái mức xanh trên 3%. Tức là có thể nói ngày hôm nay nhiều cổ phiếu đã lấy lại được 1/2 cái nhịp bán ngày hôm qua, hay thậm chí có những cổ phiếu đã lấy lại được cả cái phiên bán ngày hôm qua luôn, như là SJC hay là CTR. Đó là sức mạnh cổ phiếu. Và anh chị thấy được là ở những cái nhịp giảm điểm như thế này thì các cổ phiếu nó sẽ thể hiện rất rõ cái sức mạnh của nó, là bởi vì đơn giản là ví dụ trong trường hợp mà các cổ phiếu mà nó chưa phân phối được hàng và nó bị bất ngờ bởi cái nhịp bán ngày hôm qua thì nó cũng sẽ chủ động lấy lại cái giá càng nhanh càng tốt, là bởi vì nó chưa bán được hàng thì nó cũng sẽ không muốn nhà đầu tư cá nhân có cái lượng hàng giá rẻ để mua. Nên anh chị thấy được là cái việc mà ngày hôm nay sau cái nhịp đạp ngày hôm qua, cái phản ứng của các cổ phiếu, cái tốc độ bật lại của nó, cái độ đàn hồi của nó cũng là một trong những cái yếu tố để chúng ta đánh giá cái sức mạnh của nó ở trong giai đoạn tới. Đấy, đó là một cái điểm nhấn. Rồi, ở trong VN30 chúng ta cũng có 17 mã tăng so với là 9 mã giảm. Thì hầu hết các cổ phiếu đặc trưng là nhóm ngân hàng ngày hôm nay cũng đã bật lại khá là tốt, ví dụ như công thương, BID, nhìn chung là đa phần là nhờ vào cái phiên ATC là chính thôi. Chứ trong phiên thì đa phần cũng lình xình ở lên quanh cái mức dưới tham chiếu. Rồi thanh khoản ngày hôm nay đạt cái mức là 19.200 tỷ đồng. Nó không cao hơn phiên ngày hôm qua, nó vẫn thấp hơn phiên ngày hôm qua một xíu, nhưng mà nó cao hơn mức trung bình, cho thấy ngày hôm nay lực cầu nó vẫn rất là quyết liệt, chứ không phải là cái lực cầu dè chừng như là những đặc trưng thông thường của những cái nhịp hồi sau một cái đạn bán mạnh. Ví dụ anh chị để ý là thông thường sau một cái nhịp bán mạnh giống như cái phiên này đi, phiên ngày 17 tháng 11 thì thông thường cái nhịp hồi lên giai đoạn sau đó nó sẽ có một cái gọi là thanh khoản nó suy giảm đi tương đối, thanh khoản suy giảm đi tương đối, một phần là bởi vì đa phần nhà đầu tư cá nhân người ta sẽ không dám giải ngân mua ở cái nhịp này, khi mà thị trường dù nó có hồi lên đi chăng nữa, hay là giống như những cái nhịp hồi ở bên này,
Nhưng với phiên ngày hôm nay thì rõ ràng là cái lực cầu nó tương đối quyết liệt ở giai đoạn cuối ngày. Một phần là nhờ vào cái cách mà thị trường nó bật trở lại với cái tốc độ nhanh như vậy thì anh chị thấy là dòng tiền nó đổ vào cũng rất là nhanh ở giai đoạn cuối ngày, nó giúp cho thị trường chúng ta đóng cửa được ở mức cao nhất ngày. Thì tổng thể phiên ngày hôm nay cá nhân em đánh giá có thể xem phiên ngày hôm nay là một phiên kiểm tra lại hỗ trợ tốt. Chúng ta có một cái nấc chân đóng cửa cao nhất ngày, chúng ta có sự tham gia của volume, thì tất nhiên chúng ta sẽ kỳ vọng rằng là gì, là nó sẽ tiếp diễn để chinh phục lại cái mốc 1.100 ở trong những phiên tới. Nhưng mà ngày hôm nay em sẽ muốn nhấn mạnh vào cái cách mà nó tăng cũng như là cái thời điểm mà nó tăng nhạy cảm ở giai đoạn cuối ngày, cũng như có một số cái ví dụ như phái sinh. Nếu anh chị để ý thì thông thường á, ở những cái nhịp mà kéo nhanh như thế này á, thì đáng lý ra phái sinh á, nó phải kéo một cách tốc độ hơn nữa kìa. Nếu anh chị nào mà đã từng chứng kiến những cái phiên mà thị trường hồi như buổi chiều ngày hôm nay nha, thông thường ở những cái thời điểm mà như buổi chiều ngày hôm nay thì đa phần nhà đầu tư cá nhân á, đặc biệt là những người cầm short á, người ta sẽ không có kịp phản ứng và người ta vẫn sẽ giữ một cái hy vọng. Thì đứng ở góc độ là tạo lập, ví dụ như họ đang cầm long đi, thì họ sẽ có xu hướng làm sao để ép những cái nhà đầu tư cá nhân mà đang cầm short đó phải cắt với cái giá càng cao càng tốt. Tức là họ thường sẽ đẩy lên rất là nhanh, đặc biệt là đẩy ở cái phiên ATC á, là bởi vì ở trong phiên ATC thì những nhà đầu tư cá nhân cầm short họ sẽ không kịp phản ứng. Nhưng mà buổi chiều ngày hôm nay ở cái phiên ATC thì nó lại không ép phái sinh lên, tức là không đẩy phái sinh lên để ép short mà lại neo loanh quanh cái mức trước ATC. Thì đây cũng sẽ là một trong những cái dấu hiệu cho thấy rằng là khả năng vẫn còn một cái lượng short tồn động chưa chốt được hết. Tức là vẫn còn một cái lượng short mà tạo lập họ cầm họ chưa chốt ra được hết. Nên có thể cái lượng short này vẫn sẽ khiến cho VN sẽ cần phải kiểm định lại ở trong phiên thứ hai và thứ ba tuần tới. Một phiên tăng điểm ngày hôm nay nó cũng là một trong những cái một cái gọi là nôm na là một cái dấu hiệu tâm lý rất là tốt, để cho nhà đầu tư thay vì là bi quan cũng đã chuyển sang hướng là tích cực hơn, để trông đợi vào cái đợt phục hồi ở tuần sau của thị trường. Thì có hai cái điểm mà chúng ta cần lưu ý ở cái nhịp hồi ngày hôm nay. Cái điểm đầu tiên đó chính là, thứ nhất là cái phiên cái giai đoạn đầu ngày, ở cái thời điểm đầu ngày chúng ta không có một cái gap down kích hoạt lực bán. Thì với cái việc mà chúng ta không có một cái gap down kích hoạt lực bán như vậy, thì cơ bản là đa phần nhà đầu tư cá nhân, những nhà đầu tư mà người ta không kịp bán phiên ngày hôm qua, thì người ta vẫn sẽ nắm giữ và người ta trông đợi vào cái phiên ngày hôm nay. Và khi mà thị trường giữ nền sideways lại ở trong phiên, sideways lại trong cái biên độ tầm là 1080 cho tới 1085, thì lúc đó cơ bản là gì, là nhà đầu tư người ta vẫn sẽ giữ cái hy vọng về một cái việc là thị trường tái tích lũy và bật lên ở giai đoạn sau. Nên chị thấy được á, là linh sinh về thanh khoản và cũng như là về chỉ số trong suốt cả phiên sáng và cho đến cả đầu phiên chiều. Thì em mới nhắn ở trong cái room khách hàng của em á, là khi mà chúng ta thấy cái việc mà thị trường linh sinh như vậy á, thì cơ bản là nó chưa có kích hoạt được cái lực bán. Bởi vì mục đích chính là ngày hôm qua, mà hình dung nha, bản chất của thị trường phiên ngày hôm qua tại sao họ phải đạp ATC như vậy? Họ đạp ATC là để rũ bỏ. Họ muốn nhà đầu tư cá nhân không kịp phản ứng và họ muốn ép bán tiếp ở trong phiên ngày hôm nay. Vậy thì rõ ràng phiên ngày hôm nay nên là một phiên ép bán chứ không phải là một phiên tạo hy vọng. Vì nếu phiên ngày hôm nay là một phiên tạo hy vọng thì khác gì là gì, là phủ nhận đi, thứ nhất là phủ nhận đi cái hành động của phiên ngày hôm qua buổi chiều. Mình đặt ATC làm gì để rồi ngày hôm nay mình kéo người trở lại ngay từ đầu phiên, hay là mình tạo cái hy vọng cho nhà đầu tư, đúng không? Nó đó là một trong những cái điểm đầu tiên mà chúng ta cần lưu ý. Tức là ngày hôm nay cơ bản chúng ta đã có một cái nhịp ép bán. Nhưng mà chúng ta không ép bán từ đầu phiên mà chúng ta đã giữ nền trở lại trong phiên. Điều này vô hình chung nó tạo ra một cái hy vọng nhất định cho những cái nhà đầu tư cá nhân còn cầm hàng trước đó. Cái nhịp kích thủng 1080 này nó diễn ra trong thời gian rất nhanh, nó chỉ diễn ra trong khoảng tầm chưa tới 5 phút thôi. Anh chị thấy chỉ có một cây nến một và ngay lập tức sau đó nó cũng bật trở lại và nó hồi cho đến cuối ngày luôn. Thì cái việc mà chúng ta đánh thủng cái mốc 1080 này, một phần có kích hoạt được lực bán, nhưng mà thời gian đó thậm chí còn chưa đủ cho nhiều nhà đầu tư hành động. Nên đây cũng sẽ là một trong những cái câu hỏi của em, liệu rằng là cái lượng cầu tham gia ở cái vùng khi mà thị trường đánh thủng 1080, tức là cái vùng 1075 ngày hôm nay, là lực cầu đến từ tạo lập hay là lượng cầu đến từ nhà đầu tư cá nhân bắt đáy? Là bởi vì em thấy tâm lý chung ngày hôm nay đa phần nhà đầu tư cá nhân cũng canh cái vùng hỗ trợ này để mua, canh cái vùng hỗ trợ tầm 1075 này để mua. Nên có một điểm quan ngại là phiên ngày hôm nay cơ bản là đối với cá nhân em, là em nghĩ là chưa rủ ra được cái lượng hàng, nhà đầu tư còn chưa bán kịp trước đó. Vì tức là nó đang chưa thực sự phục vụ được cái mục đích của cái nhịp đạp ATC vừa rồi. Bởi vì nếu đi đúng thì tức là cái nhịp đạp ATC vừa rồi mục đích là để rũ bỏ, đúng không? Thì phiên ngày hôm nay nó phải làm sao để cho nhà đầu tư cá nhân người ta cảm thấy bi quan và người ta sẽ bán tiếp ra. Nhưng mà phiên ngày hôm nay thì nó lại không có hình, tức là nó không muốn tạo ra cái sự bi quan đó, mà nó vẫn muốn tạo một cái niềm tin cho nhà đầu tư bằng cái nền ở đầu ngày. Và sau đó là cái nhịp đạp rất nhanh rồi kéo ngược trở lại trong thời gian chưa tới 5 phút cho nhà đầu tư cá nhân người ta bán ra. Nên đây sẽ một trong những cái điều mà em kịp, tức là đối với em cái việc mà chúng ta chưa rũ bỏ được cái lượng nhà đầu tư mà chưa kịp bán ở trong cái phiên ngày hôm trước,
thì nó cũng sẽ là một trong những cái rủi ro, là tức là thị trường có thể vẫn sẽ quay về đây một lần nữa, có thể vẫn sẽ phải quay về cái 1075 này một lần nữa để kiểm tra lại cái lượng cung quanh đó. Tức là mục đích cuối cùng là mình phải ép bán, mình phải làm sao để nhà đầu tư cá nhân bán ra. Chứ nếu mà mục đích bây giờ để cho nhà đầu tư cá nhân người ta có niềm tin người ta mua vào thì nó không phải là rũ bỏ rồi mà nó là phân phối. Anh chị phải hiểu rõ cái yếu tố đó, tức là mình phân biệt được cái việc là đạp để kích bán và đạp để phân phối. Và đạp để phân phối. Ví dụ như buổi chiều ngày hôm nay khi mà thị trường nó lình xình trong suốt phiên sáng, thì em có nhắn với những anh chị khách hàng của em là lúc mà nó còn sideways ở trong cái biên độ đâu đó khoảng tầm là 1080 tới 1085 á, thì em có nói là nó lình xình trong cái biên này thì tức là chưa có ý nghĩa kích bán nè. Nên nó sẽ cần một cái nhịp đánh thủng 1080 để kích bán, thì sau đó nó cũng có một cái nhịp đánh thủng xuống 1080 để kích bán. Em thì em kỳ vọng là nó có thể là nó duy trì tới gần cuối ngày, tức là nó sẽ ép luôn ở cái giai đoạn cuối ngày để những nhà đầu tư cá nhân người ta trông đợi vào cái nhịp hồi lên đó, người ta sẽ bán ra. Nhưng mà nó đạp khá là nhanh và nó bật trở lại, nên đây sẽ là một trong những yếu tố mà chúng ta cần lưu ý. Thì cái cách để chúng ta kiểm định cái lượng cầu ngày hôm nay có phải là lượng cầu của tổ chức hay không á, thì đơn giản ở đây có hai cách. Một, đó chính là chúng ta cần một cái thử thách từ thông tin. Ví dụ như em nói là cuối tuần này em giả sử đâu lỡ như tối ngày hôm nay đâu sao nó giảm đi ha, mình giả sử thôi, tức là mình đang cần một cái thử thách về cung, là bởi vì anh chị thấy được là ở trong giai đoạn vừa rồi có rất nhiều thông tin ủng hộ cho cầu đúng không, thì tức là có thể là đa phần nhà đầu tư cá nhân người ta vẫn đang kỳ vọng vào cái xu hướng của thị trường, tức là có rất nhiều thông tin ủng hộ cho cầu về vĩ mô và về chứng khoán thế giới. Nên bây giờ chúng ta sẽ cần một cái gì đó về cung, có thể là một thông tin gì đó ở cuối tuần này, hoặc là chứng khoán thế giới tối ngày hôm nay nó giảm nhẹ hay là giảm mạnh chẳng hạn vậy, thì khi đó chúng ta sẽ nhìn được rất rõ cái sự tách biệt về cung cầu của thị trường ở trong đầu tuần sau. Ví dụ nếu mà tối ngày hôm nay đâu rồi nó giảm mạnh, chứng khoán thế giới nó giảm mạnh, mà đầu tuần sau chúng ta vẫn neo giữ tốt, và thậm chí là cái phiên hàng về của ngày hôm nay nè, cái phiên hàng về của cái phiên mà đạp bán nè là thứ hai tuần tới, mà chúng ta vẫn neo được trên cái mốc 1100 thì chắc chắn cái lượng cầu ngày hôm nay là cái lượng cầu của tổ chức là chính, tức là họ sẽ không muốn giá nó quay về đó một lần nào nữa hết. Đó là cái chủ đích mình thấy rất rõ, họ sẽ không muốn giá nó quay về đó một lần nữa hết. Nhưng nếu mà anh chị thấy, nếu ví dụ như đầu tuần sau em giả sử có thông tin xấu như là Dow Jones giảm, đầu tuần sau mà nó mở gấp đao xuống mà nó ép về lại cái mốc 1075 lần nữa, thì chắc chắn là cái nhịp mua ngày hôm nay là cái nhịp đến từ nhà đầu tư cá nhân. Và tức là chúng ta sẽ cần một cái gì đó tác động lên cung cầu để chúng ta tách biệt ra giữa cầu cá nhân và cầu tổ chức. Tức là ví dụ một cái thông tin gì đó xấu sẽ khiến cho hầu hết nhà đầu tư cá nhân đều muốn bán, thì khi đó mình sẽ tách ra rất là dễ, là mình biết được cung này là cung đến từ cá nhân, vì chắc chắn cầu còn lại là cầu đến từ tổ chức. Hay và ngược lại, thông thường khi có một thông tin gì đó xấu thì nếu mà tạo lập họ không có cầm hàng thì họ sẽ có xu hướng ép bán rất là nhanh, thì thường họ sẽ mở gấp đao, họ sẽ mở gấp đao, và khi đó nhà đầu tư cá nhân người ta sẽ không kịp bán, và thường người ta sẽ giữ lại để chờ cái phản ứng tại gấp đao đó. Nên cái cách mà chúng ta nhìn cái diễn biến cung cầu thì mình sẽ cần một cái yếu tố gì đó để kích hoạt, tức là để chúng ta tách biệt được cái cung và cái cầu của tổ chức và của cá nhân ở cái giai đoạn này. Đó là cái điểm nhấn mà em đang kỳ vọng rằng sẽ có một cái thông tin gì đó để chúng ta biết được liệu rằng cái cầu ngày hôm nay là cái cầu đến từ tổ chức hay là cá nhân. Còn cái cách số 2 là cái cách mà gọi là thuần túy nhất, chính là xem cái lượng hàng về của phiên ngày hôm qua và chính xác là phiên ngày hôm nay nè, nó phải như thế nào. Tức là nếu mà ngày hôm nay là tổ chức họ mua thì cơ bản là hàng về họ sẽ làm sao giữ được cái mức càng cao càng tốt, hoặc là ít nhất là không về lại cái mức ngày hôm nay họ mua. Vậy ngày hôm nay một lần nữa khẳng định cái mức 1075 là chốt chặn của cái xu hướng tăng lần này đúng không? Là bởi vì anh chị hình dung là ngày hôm nay cái mức thấp nhất mà nó chạm về là 1073.3 và nó bật trở lại rất nhanh. Vậy tức là ngày hôm nay nó vẫn chứng minh rằng cái mốc 1075 là cái mốc hỗ trợ chốt chặn của xu hướng. Nó test lại cái mốc thấp nhất của cái phiên bùng nổ này. Vậy thì cơ bản nếu mà bây giờ nó quay về dưới cái mốc 1075, hay nói cái khác là bây giờ chỉ cần nó quay về đúng 1075 một lần nữa thôi, thì nó là gì? Nó là tạo điểm mua giá rẻ đúng không? Tức là nó cố tình quay về một cái vùng hỗ trợ rất mạnh. Bởi vì ngày hôm nay cái việc mà nó bật lại nhanh nó cũng đã khiến cho tất cả nhà đầu tư biết rằng ngày hôm nay cái mốc đó là mốc hỗ trợ mạnh rồi. Nếu bây giờ nó mà về đó lần nữa thì khác gì nó cho người ta một cái điểm mua ở quanh cái vùng hỗ trợ đó. Nên đó lý do vì sao mà hiện tại cái mốc 1075 một lần nữa được khẳng định là cái mốc chốt chặn của xu hướng lần này. Thì tức là chỉ cần nó đánh thủng cái mốc này hoặc là nó quay về dưới cái mốc này, thì ngay lập tức chúng ta có thể khẳng định được là cái xu hướng của thị trường ở trong giai đoạn tới hoặc là đi ngang hoặc là giảm. Tức là cái việc mà thị trường đi lên được tiếp ở giai đoạn sau sẽ cực kỳ khó với cái lượng cung kẹp hàng ở phía trên. Tức là nhờ phiên ngày hôm nay chúng ta lại một lần nữa confirm lại cái mốc 1075 là cái mốc hỗ trợ quan trọng của xu hướng. Rồi, thì mình chốt lại ngày hôm nay chúng ta có hai ý. Ý đầu tiên đó chính là cái nhịp bật lên buổi chiều ngày hôm nay, và cái phiên ngày hôm nay theo cá nhân em đánh giá nó chưa thực sự mang tính chất là rũ bỏ, tức là nó chưa thực sự ép bán được nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư chưa kịp bán ngày hôm qua. Thậm chí phiên ngày hôm nay nó còn tạo cái niềm tin cho những nhà đầu tư đang cầm hàng, là bởi vì nó bật lại rất là nhanh sau khi chạm cái vùng hỗ trợ đó. Đó là điểm đầu tiên. Nên cá nhân em đánh giá nó sẽ cần test lại ít nhất hoặc là một thông tin gì đó xấu để nó vẫn neo được, giữ được chỉ số
hoặc là nó neo lại trên 1.100 thì càng tốt, hoặc là nó neo được lanh quanh trên mức 1.090 thôi. Nhưng mà khi có thông tin gì đó xấu ra mà nó hấp thụ được thông tin đó thì xem như cầu ngày hôm nay là cầu đến từ tổ chức, tức là mình có thể nhìn ra rất là dễ. Thì cái thứ hai đó chính là cái phiên hàng về của cái phiên bắt đáy ngày hôm nay, nó vẫn phải chủ động giữ giá trên cái mốc 1.000, ít nhất là trên 1.090. Tức là đó là cái cách để chúng ta nhìn nhận là cái phiên ngày hôm nay là cầu đến từ tổ chức hay là cá nhân. Đó đầu tiên là cái đó, là bởi vì ngày hôm nay chúng ta thấy một cái yếu tố là nó chưa thực sự ép bán, vậy nó có một cái rủi ro là nó sẽ ép tiếp về cái vùng này. Nên nếu mà đầu tuần sau với cái phiên rút chân này nha, mà đầu tuần sau nó còn bắt đỏ về 1.075, 1.080 thì anh chị biết là cái nhịp ngày hôm nay là nhịp bull trap rồi đó. Thế tức là khi đó mình cũng sẽ có cách để mình hành động ngay lập tức với cái danh mục của mình, đúng không? Đó, thì xem như là cái ý đầu tiên của em là nhấn mạnh về cái phiên phục hồi ngày hôm nay. Nó là tốt, nó có cầu, nhưng nó phải cho mình thấy được cái yếu tố tiếp diễn của nó và cái sự quyết liệt của nó trong cái quá trình nó hấp thụ cung quanh đây. Và nếu cầu nó vào nhưng mà nó không quyết liệt thì cơ bản là cầu ở đây chỉ là cầu bắt đáy đến từ nhờ từ cá nhân khi mà nó về hỗ trợ tốt thôi. Đó, thì anh chị nhấn mạnh lưu ý giùm em cái yếu tố đó. Rồi ha. Thì với lại thêm một cái nữa đó chính là cái mốc 1.075, nó vẫn là chốt chặn của xu hướng lần này. Nên về các cái vị thế, cả trái biên thì nếu mà về dưới 1.100 thì em đã khuyến nghị anh chị là nên chủ động giảm bớt rồi. Lý do là bởi vì khi mà nó về dưới 1.100 thì cơ bản là nó đã phá vỡ đi cái xu hướng sideways trước đó. Vậy thì rất là dễ bị kích hoạt cái lực bán ở giai đoạn sau này, nên đối với các vị thế trading khi mà nó về dưới 1.100 anh chị vẫn chủ động xử lý. Tức là chủ động mình giảm bớt các vị thế trading ra, bởi vì đa phần thật ra là có lãi. Không lãi ít thì lãi nhiều, tức là đều cổ phiếu đều bật tốt từ vùng đáy. Và chú ý thì với lại đó là cái còn cái mốc 1.075 là dành cho cả trading và holding luôn. Tức là nếu mà thị trường nó quay và nó phủ nhận là cái mốc 1.075 một lần nữa thì rõ ràng là mình thấy nó đang cố tình đi ngược lại với chứng khoán thế giới. Thì khi đó mình cũng sẽ chủ động mình giảm bớt các cái vị thế mình đang cầm để mình chờ đợi một cái mức giá thấp hơn. Bởi vì một khi mà nó thủng 1.075 thì xác suất mà nó quay về 1.020 hay thậm chí là đánh thủng 1.020 là rất cao. Đấy. Thì đó là những cái diễn biến cũng như là kịch bản của thị trường để cho anh chị nắm về cái nhịp phục hồi ngày hôm nay, tức là chúng ta phải hiểu được bản chất của cái nhịp phục hồi ngày hôm nay để chúng ta biết là chúng ta nên làm gì ở trong những cái phiên thứ hai và thứ ba tuần tới. Rồi, thì thêm một cái quan điểm mà bổ sung nữa thôi. Thì như em nói ở cái đầu video á, thật ra ở đây là một cái mà chúng ta sẽ cùng theo dõi, là bởi vì em có một cái question là tại sao nó lại không ép nhà đầu tư cá nhân cầm short bán ra và ATC ngày hôm nay. Nên chị thấy nè, tức là anh chị cứ hình dung nha, đứng ở góc độ nếu mà chúng ta đang cầm short á thì chúng ta sẽ rất là hoang mang, đúng không? Hoang mang khi mà nó kéo từ 1068 lên 1084, tức là kéo gần 20 điểm. Thật ra anh chị thấy là nó kéo nó đạp rất là mạnh và kéo rất là nhanh như vậy á, nhưng mà anh chị hình dung cái thời điểm mà nó kéo là nó đạt chỉ trong khoảng 1 phút thôi. Nó đạt 1 phút từ 80 về lại 70, 10 điểm trong 1 phút thôi. Bởi vì lệnh rất là trống, và ngược lại khi mà nó kéo lên á thì nó cũng có sự nhùng nhằng. Nhưng mà cơ bản là anh chị thấy á là cái nhịp kéo lên này nè, thì đứng ở góc độ là một nhà đầu tư cá nhân cầm short á thì có phải là anh chị sẽ rất là sợ không? Anh chị rất là sợ không? Vậy thì á, chỉ cần anh chị ép ATC lên ví dụ khoảng 50 điểm nữa thôi á, thì ngay lập tức những cái nhà đầu tư cá nhân cầm short này phải bán ra hết. Sẽ bị ép ra hết, sẽ bị rủ ra hết. Nhưng mà họ lại không ép những cái nhà đầu tư cá nhân cầm short này ra. Vậy thì chỉ có hai khả năng. Theo chiều hướng tích cực á, tức là họ vẫn đang muốn dụ short thêm. Họ vẫn đang muốn dụ short thêm. Còn theo chiều hướng tiêu cực là họ đang cầm short, chính họ đang cầm short nên họ không có muốn nhờ từ cá nhân. Họ không có muốn ép cái lượng short cấp ra, là bởi vì họ đang cầm. Nếu mà họ ép lên cao thì khác gì là họ ép chính mình. Và cơ bản cả hai cái nguyên nhân này đều dẫn tới một cái trường hợp là khả năng rất cao tuần sau phái sinh nó có thể quay về, nó kiểm tra lại cái ngưỡng 1.070, 1.075 thanh quanh đó một lần nữa. Là bởi vì nếu mà thực sự mà muốn đi lên luôn á thì nó phải chủ động ở trong cái phiên ATC ngày hôm nay. Nhưng mà rõ ràng nó không thực sự có yếu tố chủ động để ép cái lượng này cấp lót ra. Bây giờ anh chị hình dung là rất là dễ. Nếu mà đứng ở góc độ là mình đi ha, nếu mà em là tạo lập đi ha, mà em cầm lon á, cái lúc mà em đã gây bất ngờ bằng cách là đạp thủng hỗ trợ ra, sau đó em bật nhanh lên, thì chắc chắn còn nhiều nhà đầu tư cá nhân cầm short chưa kịp phản ứng đâu. Tức là họ còn đang rất là hy vọng cho cái việc là thị trường sẽ đạp vào cuối ngày. Thì đáng lý ra nếu đứng ở góc độ đó thì mình phải ép tiếp, tức là mình phải dồn vào ATO luôn, mình phải dồn vào ATC tiếp để đẩy cái chỉ số lên khoảng thêm 50 điểm nữa. Thì khi đó là gì? Là chắc chắn những cái nhà đầu tư cá nhân cầm short người ta sẽ chủ động, người ta stop loss ra luôn bằng cái lệnh ATC, lại đẩy chỉ số lên cao hơn. Là bởi vì nếu mà stop loss mà lệnh short là sẽ bằng lệnh long, thì khi đó chỉ số lại được đẩy lên mức cao hơn nữa. Nhưng mà là họ lại không làm vậy. Thậm chí là cái việc mà họ giữ chỉ số lại ở cuối ngày nó cho thấy rằng có cái lượng short chặn ở trong cái phiên ATC. Hay nói cách khác là đây là cách để họ có thể short được cái giá cao bằng cách là họ kích hoạt cái lực long từ nhà đầu tư cá nhân.
là bởi vì đa số nhà đầu tư cá nhân người ta sẽ theo cái chiều hướng long mới khi mà thị trường bật lên từ cái vùng đáy như vậy. Nên đây là cái điểm mà em sẽ quan ngại đối với Fashion thôi. Đó là cái yếu tố mà chúng ta cần lưu ý. Tức là có thể cái việc mà nó đẹp, nó kéo nhanh ngày hôm nay nhưng mà nó lại không thực sự muốn dí sót. Vậy thì có thể phần nào đó nó đang cầm, nó vẫn còn cái lượng sót tồn động mà nó chưa chốt được hết. Nên có thể em nghĩ là Fashion vẫn sẽ cần cái nhịp retest lại đâu đó khoảng tầm 1075-1080. Lăn quanh ít nhất là về là cái biên dưới này nè, để kiểm tra lại cái vùng hỗ trợ dưới này một lần nữa. Và tức là có thể đầu tuần sau chúng ta vẫn sẽ cần một cái nhịp lên sinh. Nhưng mà em vẫn nói với anh chị rồi, thực sự nếu mà cái yếu tố chốt chặn của cái việc là cầu ngày hôm nay là cầu thuộc chiếc cây cá nhân đó, nó vẫn phải là việc nó có tiếp tục thể hiện sức mạnh hay không. Nếu mà nó vẫn tiếp tục thể hiện sức mạnh để neo được chỉ số ở giá cao hay neo được cái cổ phiếu ở giá cao, thì đó là một cái dấu hiệu cho mình thấy rằng là gì, là phiên ngày hôm nay đơn thuần là một phiên rũ bỏ, và sau đó thị trường nó sẽ tiếp diễn quay về kiểm tra lại cái vùng kháng cự phía trên quanh 1145-1155. Đây, đó là cái kỳ vọng trước đó của mình với cái lượng cầu từ chứng khoán thế giới đang hỗ trợ. Nhưng theo chiều hướng ngược lại, nếu ví dụ như trong tuần sau, đầu tuần sau thị trường nó lại có xu hướng nó lại quay về 1075 một lần nữa, hay vô hình, tức là hay nói cách khác là nó tạo điểm mua giá rẻ một lần nữa loan quanh cái vùng hỗ trợ đó, thì khi đó khả năng chúng ta vẫn sẽ chủ động theo cái chiều hướng là khả năng thị trường sẽ quay về lại 1020, và thậm chí là dưới 1020. Tất nhiên cái kịch bản hiện tại mà mình nghiêng về là chúng ta vẫn kỳ vọng theo kịch bản tăng, là bởi vì chứng khoán thế giới đang tăng. Tức là chúng ta vẫn sẽ nghiêng nhiều hơn về kịch bản là thị trường đang tăng. Nên đó là lý do vì sao mà chúng ta vẫn có thể nắm giữ các cái vị thế. Ngày hôm qua có nói với anh chị là cổ phiếu nó có thể giảm, tức là thị trường có thể giảm, nhưng không phải tất cả các cổ phiếu đều sẽ giảm một cách nhanh chóng mà đi theo thị trường. Và ngày hôm qua khi mà chúng ta nhìn nhận về các cái nhóm ngành, ví dụ như là chứng khoán này, ví dụ như là bất động sản nè, thì anh chị thấy một cái điểm chung là gì? Là tất cả các cổ phiếu đều sắp về một cái vùng hỗ trợ dày của nó. Ví dụ như em nói bất động sản đa phần đều có những cái vùng gap ở phía dưới rất là tốt, ví dụ DG đúng không? Ngày hôm nay nó về đúng cái gap khoảng tầm giá 24 nè, nó có lực cầu đỡ giá bật trở lại nè. Hay là Nam Long ngày hôm nay nó cũng về cái gap ở phía dưới này, cái vùng hỗ trợ phía dưới này là quanh khoảng tầm 34.8-35 này. Hay là ngân hàng cũng vậy, ngân hàng hay là chứng khoán cũng vậy, chứng khoán ngày hôm nay như là VND, SI này, SI nó cũng chạm về sát cái gap phía dưới này của nó khoảng tầm 30.5 nó bật trở lại nè. VND thì có cái vùng hỗ trợ gáp như là khoảng tầm 19.8, ngày hôm nay nó chạm về đâu đó khoảng tầm giá 20 thôi, 20.2 thôi. Nhưng mà cơ bản chị thấy là đa phần cái cổ phiếu ở đoạn này khi mà nó đi lên á thì nó có cái lực rất là tốt, nên dẫn tới là gì, là nếu nó có bị chốt á thì nó cũng sẽ không thể nào giảm liền được, mà nó đều có một cái vùng hỗ trợ phía dưới để đỡ giá. Nên đó lý do vì sao mà phiên ngày hôm nay nó cũng là một cái cách để gọi là nó phản ứng, tức là nó là một cái phản ứng của cầu quanh cái vùng hỗ trợ đó, giúp cho các cổ phiếu bật trở lại, giúp cho các cổ phiếu bật trở lại. Nên ngắn hạn thì nếu anh chị nào mà đang cầm những cổ phiếu đó thì cũng chủ động cái stop loss của mình là chính là quanh những cái vùng hỗ trợ đó. Nhưng mà nếu mà trong tuần sau á nha, cơ bản là nếu mà trong tuần sau á, mà bởi vì chúng ta đã quay về dưới cái mốc 1100 rồi, nên hiện tại thì chúng ta vẫn sẽ theo cái chiều hướng là thận trọng một xíu. Tức là cơ bản nếu mà trong tuần sau, khoảng phiên thứ hai và thứ ba đầu tuần, phiên thứ hai thôi, nếu mà VNI nó bắt đỏ về lăn quanh cái ngưỡng tầm 1080-1085 á, thì cái đó chúng ta có thể chủ động giảm bớt các cái vị thế của các cổ phiếu này luôn. Bởi vì các cổ phiếu này đang ở cái vùng giá khá là tốt. Và khi đó chúng ta sẽ chủ động giảm bớt, là bởi vì khi đó chúng ta đánh giá cái xác suất rất cao là nó sẽ còn ép xuống tiếp. Và một khi mà nó quay về 1075 lần nữa thì kiểu gì nó cũng thủng thôi. Là bởi vì nó đã tạo điểm mua giá rẻ đó khá là nhiều lần rồi. Nên chúng ta cũng sẽ chú ý cái đó. Đối với lại cái diễn biến của thị trường hiện tại ha. Rồi, đó là với VN-Index cũng như là cái lưu ý của em về cái phiên ngày hôm nay. Kết hợp cả phái sinh nữa. Thì lúc mà buổi chiều em nhìn thấy cái lúc mà nó không đạt, nó không có ép sót kích ở trong cái phiên ATC á, thì em mới đánh giá rằng khả năng ngày hôm nay về phía tổ chức á, thì họ sẽ vẫn sót. Thì em có check ở cái tự doanh, thì tự doanh ngày hôm nay họ sót rồng. Anh chị nào mà có thời gian á, thì theo dõi cái giao dịch phát sinh của tự doanh á, thật ra nó không có tính tuyệt đối đâu, nhưng mà cái mức độ chính xác của nó khá là cao nha. Cái mức độ chính xác của tự doanh phát sinh khá là cao nha. Em lấy ví dụ như là cái phiên ngày hôm đây, cái phiên ngày hôm đầu tiên là cái phiên ngày hôm 22 tháng 11 đi, mình xem cái phiên 22 tháng 11 nè. Phiên 22 tháng 11 là sẽ là dự đoán cho phiên 23 đúng không? Chị xem hay phiên 22 nè. 22 tháng 11 nè, đây đúng không? Đây chị thấy nè, phiên 22 tháng 11 đúng không, là họ sót rồng, tự doanh họ sót rồng 1.000 cái, thì ngày hôm sau nó vẫn rớt đúng không, ngày hôm sau là một cái phiên gãy rất là nhanh của thị trường là ngày 23. Rồi mình xem cái phiên 20 tháng 11 đi, phiên 16 tháng 11 đi, tức là đây là một cái góc độ để mình tham khảo thôi,
nhưng cơ bản là em có xem á, thì em thấy cái mức cái độ chính xác nó đâu đó khoảng tầm 70-80%, tức là cái sự nhạy của tự doanh nó khá là tốt. À, tự doanh nhạy khá là tốt, à, nó tạo được cái điều kiện cho chúng ta có thể theo dõi cái diễn biến về cung cầu của họ. À, nó sẽ bị ảnh hưởng bởi phiên đáo hạn nữa nha, à, nó sẽ bị ảnh hưởng bởi phiên đáo hạn nữa. À, nhưng mà cơ bản là phiên ngày hôm nay tự doanh họ vẫn sót đồng, à, nên đó lý do vì sao mà chúng ta cũng sẽ cùng theo dõi cái diễn biến của đáo hạn ở cái phiên cái diễn biến của phái sinh ở trong thứ hai tuần tới, xem là nó có thực sự phải quay về cái mốc 1070, 1080 lần nữa để kiểm tra lại cái lượng sót ở phía dưới hay không ha. À, rồi đó là với thị trường. À, thì bây giờ có lẽ chúng ta sẽ đi sơ lược qua về các cái mã cổ phiếu, các cái nhóm ngành. Thì ngày hôm qua thì cơ bản là mình đã đi qua một lượt hết rồi, thì em nghĩ là đánh giá nó cũng không có gì thay đổi nhiều. Ví dụ như ACB ngày hôm qua chúng ta vẫn chú trọng cái vùng hỗ trợ gap dưới này là quanh khoảng tầm giá 22, thì ngày hôm nay nó chạm về đúng cái hỗ trợ 22, nó bật trở lại, tức là nó vẫn có cầu đỡ giá quanh 21.8 22 này, thì tạm thời em vẫn kỳ vọng là nó sẽ quay về lại cái biên trên đỉnh cũ là khoảng tầm giá 24x. Nhưng mà trước mắt có thể là sau cái nhịp điều chỉnh vừa rồi nó sẽ cần một thời gian để sideways ở cái vùng lân quanh khoảng tầm giá 22 tới 22.5 này ha. Rồi công thương cũng vậy, công thương ngày hôm qua chúng ta theo dõi cái mốc đâu đó khoảng tầm giá 28.9, tức là cái vùng gap ở phía dưới này. À, thì ngày hôm nay nó cũng chạm được cái vùng hỗ trợ này, nó bật lên. À, nhìn chung thì công thương ngày hôm nay bật lại khá là tốt nha, thậm chí là nếu mà tính ra thì nó bật lại, nó lấy lại khoảng 3 phần tư của cái nhịp giảm ngày hôm qua luôn á, nên cho thấy được cái lượng cầu ngày hôm nay công thương vào rất là tốt. À, và anh chị thấy được ngày hôm qua nhóm ngân hàng đa phần giảm với thanh khoản thấp, nên đó lý do vì sao mà ngày hôm nay nhóm này nó bật lại dễ hơn rất là nhiều quá. À, một phần là bởi vì nó cái lực bán nó không có nhiều, cái lực bán nó không có to. À, nên ngày hôm nay cái lượng khi mà cái lượng cầu vào á, thì nó cũng sẽ bật lại rất là nhanh. À, đối với các cổ phiếu này thì tạm thời nếu chị nào đang cầm cái cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta điểm yếu lớn nhất là cái sự biến động của nó sẽ chậm hơn so với thị trường chung. À, nhưng mà được cái là em nghĩ là đoạn này nó sẽ ít rủi ro hơn, là bởi vì thứ nhất là đoạn rồi nó không có giảm nhiều, lúc mà thị trường rơi từ 1250 về 1020 á, thì nhóm ngân hàng nó giảm không nhiều, cái mức độ giảm của nó không nhiều so với những nhóm khác. Cái thứ hai nữa là cái tức là vẫn cho thấy là có cái lượng cầu đỡ giá và chấp nhận hấp thụ lại ở phía dưới. À, cái thứ hai là chúng ta vẫn kỳ vọng vào kết quả kinh doanh quý 4 của nhóm này, nên đó lý do vì sao mà em nghĩ là đoạn này nhóm ngân hàng vẫn sẽ là nhóm mà có khả năng trụ được, tức là có thể là hoặc là khi mà thị trường giảm thì có thể là vẫn sẽ duy trì sideways, hay thậm chí là nếu mà thị trường tiếp tục giai đoạn sau, tức là nó tiếp diễn được cái đà tăng lên 1145, 1155 á, thì chúng ta không loại trừ khả năng nhóm ngân hàng có thể dẫn dắt là nhờ vào cái động lực kết quả kinh doanh ở trong quý 4. À, rồi khu công nghiệp ngày hôm nay có SJC rất là khỏe nha, SJC nó bật tăng trần trở lại thì xem như nó cũng đã gọi là phủ nhận là cái nhịp giảm ngày hôm qua, thậm chí cái volume ngày hôm nay tăng trần nó còn gấp đôi cái phiên giảm ngày hôm qua nữa. À, nên trước mắt thì vẫn cho thấy được là SJC nó khẳng định là cái nhịp bật lên của nó và vượt đỉnh cũ này của nó là cái nhịp, cái cầu này là cầu của tổ chức, tức là cái lượng cầu của Smart Money này họ vẫn chấp nhận mua ở cái vùng giá phía trên này, chứ không phải là họ không chấp nhận mua. À, nên khả năng giai đoạn sau SJC nó vẫn sẽ tiếp diễn được cái xu hướng tăng của nó. À, KBC thì ngày hôm nay nó về sát cái mức hỗ trợ khoảng tầm giá 30 28.9 30 29.8 quanh 30, và nó bật trở lại thì nó quay về là cái nền sideways cũ trước đó của nó thôi. À, nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn sẽ còn cái lượng cung kẹp hàng ở phía trên này, xuất phát từ cái nến ngày 17 tháng 11 và cái nến này, cả hai cái nến này đều có cái lượng cung mua, tức là cái lượng nhà đầu tư FOMO khá là lớn, nên khả năng con KBC ngắn hạn nó cũng sẽ chưa lên được liền. À, nên đoạn rồi thì mình đánh giá cao chủ yếu là có IDC và VGC á, là hai cái mã mà em nghĩ là cái lượng kẹp hàng nó sẽ ít hơn rất là nhiều so với những cổ phiếu khác. Rồi bất động sản thì ngày hôm nay tiêu biểu nhất chắc là vẫn là Nova. Nova thì vẫn giữ giá tốt so với lại cái nhịp tăng ngày hôm trước, và thậm chí phiên ngày hôm nay là phiên hẹn về. Nó cho thấy rằng Nova đang thực sự confirm được cái nền phía trên 17 này của nó. Tức là khi nó vượt cái 17 và nó quay về nó kiểm tra lại cái mốc dưới 17 ngày hôm nay. À, cái mức thấp nhất ngày hôm nay chạm về là 16.75 thì cơ bản là nó vẫn chấp nhận giữ giá. À, và khả năng nếu anh chị nào đang cầm Nova thì chủ động mình đưa cái stop loss cái chặn lại lên quanh 17 luôn. À, xem như đây là cái vùng hỗ trợ kế tiếp của mình, cái vùng chặn lại kế tiếp của mình. À, trong trường hợp mà Nova nó quay về dưới 17 lần nữa thì xem như là nó red fail, và khả năng đoạn sau nó sẽ quét về lại 15. Nên nếu anh chị nào mà đang cầm Nova thì chú ý treo cái mốc hỗ trợ 17 ha. Rồi BDR thì ngắn hạn nó quay về kiểm tra tốt là cái vùng hỗ trợ lên quanh khoảng tầm 25.9. Nên anh chị nhớ ngày hôm trước em có nói là gì, BDR chỉ cần lắp lại gáp 273 thì kiểu gì sẽ về 26. Thì ngày hôm nay nó về đúng 26 bật lên, thì xem như nó kiểm tra là cái vùng hỗ trợ của nó. À, thì có một điểm cộng đó chính là nó xem như á, nó chỉ mới test cái vùng 29 khoảng một đỉnh thôi. À, nên có thể cái nhịp này BDR nó sẽ rướng để nó lên là cái vùng khoảng 28.529 một lần nữa, để kiểm tra là cái đỉnh ở phía trên đó lần nữa. Thì nếu chị nào mà đang cầm thì mình cứ chủ động mình nâng cái stop loss lên cái vùng 27.26 dưới này thôi, xem như là cái lượng cầu tham gia ngày hôm nay là cái vùng chốt chặn của mình. À, còn ngày hôm trước như em nói rồi, chỉ cần nó thủng quanh 27.3 thôi thì mình có thể canh đảo ra để mình chờ cover lại ở quanh 26, tức là khả năng nó sẽ quét về 26. À, rồi DSG ngày hôm nay cũng bật lại, nhưng mà nhìn chung thì ngày hôm nay cái mức độ bật của cái độ đàn hồi của nhóm bất động sản nha, thực ra là kém. Ví dụ mình nhìn DSG ha, nó bật lại được 1%, nhưng mà nó chỉ lấy được chưa đến 1/5 cái nến ngày hôm qua. Tương tự là DG hay là cả có Nam Long là tương đối là 1/2 cái nến ngày hôm qua này. À, còn lại là DG, DSG hay thậm chí là cả BDR lúc nãy nữa, mình thấy cái mức độ đàn hồi của nó thực ra nó vẫn kém so với lại những nhóm khác nha. Nó vẫn khá là kém. À, nó cho thấy là
thực tế là cái cầu nó vẫn chưa quá quyết liệt trong cái phiên hấp thụ ngày hôm nay. À, nếu mà khỏe thì nó sẽ chinh phục được ít nhất là 1/2 thân nến để có thể tạo được cái đà cho cái phiên tuần tới. Nhưng mà ngày hôm nay đa phần rút chân với cái biên độ cũng khá là hẹp nha. Thì có thể đó là một trong những yếu tố mà chúng ta phải cần theo dõi thêm cái lực cung đến từ cái phiên thứ hai đó. À, mà em có nói đó, tức là một số nhóm ngành nó vẫn chưa thực sự quyết liệt trong cái nhịp kéo cuối ngày. À, nó cho thấy rằng là một phần có thể là do tâm lý, một phần là bởi vì có thể thực sự tạo lập họ chưa có chủ động để cover lại hẹn ở cái vùng giá thấp. Rồi đối với nhóm chứng khoán thì chứng khoán ngày hôm nay SA nó chạm về cái hỗ trợ gap với này là khoảng tầm 30.5, nó bật trở lại đóng cửa được khoảng tầm 32. Anh nhìn chung trong ngắn hạn thì mình chú ý giùm em cái vùng hỗ trợ gap với này thôi, là bởi vì hiện tại chúng ta chỉ có hai biên, biên trên là quanh kháng cự 34, biên dưới là quanh kháng cự tầm 30.5. Nhưng mà đối với SA thì anh chị chú ý giùm em trong trường hợp mà nếu tuần sau mà nó không neo được, tức là ở cái phiên ngày hôm thứ hai nếu mà SA giữ trên 32 thì mình cầm tiếp nha. Nhưng mà nếu anh chị nào mà cầm với cái lượng hàng lớn hoặc đang có margin đối với SA á, thì nếu mà tuần sau mà SA nó quay về dưới 32, tức là nó không giữ được xanh á, mà nó bắt đỏ về khoảng tầm 31.5 á, thì cái đó anh chị có thể chủ động giảm bớt ra khoảng 1/2 hoặc là giảm đi cái lượng margin nha. Lý do là bởi vì em nghĩ là trong trường hợp mà nó bật lại phiên ngày hôm nay nhưng mà cầu đó không tiếp diễn được thì em nghĩ là nó sẽ quét về lại để test lại cái gap khoảng tầm 30, thì cái đó mình sẽ đảo ra để mình chờ mình cover lại quanh 30 này ha. Tức là sẽ quay về lắp gap luôn á, sẽ quay về kiểm tra lại cái gap ở dưới luôn. Rồi FTS ngày hôm nay cũng bật lại tương đối, nhưng chung ngày hôm nay nhóm chứng khoán là nhóm là một trong những nhóm bật tốt nhất, kèm đó là nhóm thép. Thép thì cũng bật lại tốt vào cuối ngày, tiêu biểu là Nam Kim. Hoa Sen, Hòa Phát thì nó chậm hơn một xíu, nhưng mà nó cũng có lực cầu để tham gia trở lại, và cái lực cầu nó chỉ tham gia trong khoảng tầm 5 phút thôi, từ cái vùng giá thấp nhất lên cái vùng giá cao nhất, cho đến chia ATC. Tức là đó là một trong những cái động thái mà mình thấy là kéo đạt rất là nhanh, kéo đạt rất là nhanh của thị trường ngày hôm nay. Có MBS ngày hôm nay là hấp thụ lại được gần như là 80% cái nến giảm ngày hôm qua. Nó cho thấy được là cái lực cầu ngày hôm nay thậm chí nó còn quyết liệt hơn cả cái phiên bán ngày hôm qua, khi thanh khoản ngày hôm qua nó chỉ đâu đó khoảng tầm là 4.8 triệu thôi. Tức là anh chị thấy được là ngày hôm qua thực ra có rất là nhiều đội họ không kịp phản ứng theo cái phiên ATC á, tức là họ thấy rằng là thị trường nó giảm nên có thể là họ sẽ ép chỉ số, nhưng mà họ không có thực sự là lực bán quá quyết liệt, bởi vì lực bán nó phải thể hiện qua cái volume. Nhưng mà ngày hôm qua có rất nhiều cổ phiếu giảm nhưng mà volume nó không cao, nó duy trì ở mức thấp. Đó lý do vì sao mà ngày hôm qua em có nói là cái nhịp đạp ATC cơ bản là có nhiều đội họ chưa kịp phản ứng. Và họ chỉ gọi là gì, là nương theo thị trường đó, tức là khi mà thấy thị trường chỉnh có thể là họ sẽ chỉnh theo, nhưng mà nếu mà những đội nào mà thực sự họ chưa ra được hàng á, họ vẫn gọi là ví dụ ngày hôm qua có HG anh chị thôi, HG ngày hôm qua là rất muốn đánh trong phiên, thậm chí là trong phiên có thời điểm chạm trần và gọi là như trần, nhưng mà khi thị trường bắt đầu giảm á thì HG nó cũng phải bắt theo, là bởi vì cơ bản nó không thể nào gồng được mãi, nếu mà nó càng cố gồng thì nó càng khiến nhà đầu tư cá nhân người ta bán ra, người ta ép xuống thôi, và người ta bán được giá cao, nên chị thấy được là giai đoạn sau đó nó vẫn cố giữ nhưng mà nó vẫn không neo được cái mức cao nhất ngày. Nhưng mà ngày hôm nay nó vẫn giữ sức mạnh của nó, tức là nó cho thấy được là ngày hôm qua là một cái tai nạn của thị trường, nên nó không duy trì được cái đà tăng, nhưng mà ngày hôm nay nó vẫn thể hiện sức mạnh của nó, cho thấy rằng là thực ra ngày hôm qua nó muốn kéo thiệt, nhưng mà do thị trường bị bán nên nó phải buộc bán theo và lui về cuối ngày, chứ nó không neo tiếp được cái đà tăng của nó nữa. Rồi ha, tương tự chứng khoán thì có VND, các bạn VND tạm thời nữa chị đâu mà cầm thì vẫn dao động dằn co trong hai biên là khoảng tầm 20-22. Tại đó đối với em hiện tại em sẽ ưu tiên là nếu mà có giá 20 quanh 20 thì mình sẽ canh mua và mình canh cái vùng biên trên tầm 22 thì mình sẽ canh đảo ra, tức là mình sẽ đánh hai biên ở đoạn này đối với lại nhóm chứng khoán lăn quanh đó, là bởi vì hai cái biên này khá là dày, cả hai biên này đều là những cái vùng cầu và những cái vùng cung rất là dày. Cái vùng kháng cự trên nó khoảng tầm 22.5 là cái vùng kháng cự là mình nói rồi đúng không, nó test lại cơ bản là cái lượng cung bán cũng rất là quyết liệt ở cái đuôi nến ngày hôm qua. Và tương tự ngày hôm nay khi mà nó về là cái nó chưa về tới được 20 ở phía dưới 20 theo 19.8, nhưng mà cơ bản nó là cái vùng cầu rất là dài của nó nhờ vào cái vùng gáp trước đó của nó, nên đó lý do vì sao mà đoạn này có thể là mình sẽ trading trong cái biên này. Nếu chị nào mà đang cầm hàng với VND thì cũng có thể chủ động, ví dụ là khi mà giá nó chạm về khoảng tầm giá 21.5-22 thì mình có thể canh đảo ra bớt, sau đó mình sẽ chờ cover là lại quanh cái vùng hỗ trợ dưới khoảng tầm giá 20 sau, hoặc nếu bây giờ mà nó chủ động nó quét về 20 luôn thì mình cũng sẽ canh có thể mua mới được quanh cái vùng 20 này để bên kia mình trade đi lên cái biên trên của nó là tầm 22-22.3 ha. Đối với lại ngành thép thì cơ bản là ngày hôm nay có Nam Kim là tăng tốt nhất, Nam Kim lấy được khoảng 1/2 cái nhịp giảm ngày hôm qua, thanh khoản thì tương đương, thì mình sẽ follow thêm cái phiên hàng về sẽ như thế nào. Nhìn chung đoạn này khả năng nó sẽ quay lại để test lại định cổ phía trên này, một phần là do cái gap này, cái lượng cung hiện tại chính là xuất phát từ cái gap đào phía bên này, nên mình sẽ cần theo dõi thêm cái lượng hàng về của phiên ngày mai á, cái phiên ngày hôm qua đó, cái phiên mà bị bán ngày hôm qua đó, xem là thứ hai cái lượng hàng về nó cho cái lượng hàng này nè bán ở đâu, tức là cái lượng bắt đáy ở cây nến này là bán ở đâu, nó cho bán ở phía trên hay là bán ở phía dưới. Nếu mà bán ở nửa dưới thì cơ bản là nó yếu, nhưng nếu mà nó vẫn tiếp tục cho bán ở nửa trên, tức là trên cái vùng 22, tức là khi mà cái phiên thứ hai á mà Nam Kim nó vẫn neo được tốt ở trên cái vùng 22 để cho những cái nhà đầu tư cá nhân hàng về để bán ra á, thì đó là một cái dấu hiệu cho thấy rằng là có thể nó sẽ tăng luôn tiếp ở trong phiên ngày thứ hai luôn, tức là nó sẽ cố rú lên tiếp luôn,
để thứ nhất là để dừng cái lực bán từ những cái nhà đầu tư cá nhân người ta bi quan đó, và cái thứ hai là để kích hoạt cái lực cầu và từ đó đẩy được cái cổ phiếu đi lên. À, thì mình chú ý cho em cái động thái thứ hai nó cũng sẽ khá là quan trọng đối với các cổ phiếu này. Hoa sen thì yếu hơn một xíu, khi mà hoa sen nó chạm với đúng cái hỗ trợ gáp với này là khoảng tầm 20 nó bật lại. Và nó bật lại được khoảng 20.9. Nhưng mà cơ bản thì phiên ngày hôm nay nó vẫn cho thấy cái độ đàn hồi của hoa sen nó yếu hơn một phần so với Nam Kim. Nên cái thanh khoản anh chị thấy là nó cũng có sự bị động. Tức là khi mà thị trường kéo buổi chiều á, thì nó sẽ chờ khi thị trường kéo gọi là tương đối rồi nó bắt đầu mới kéo theo được. Đó cũng sẽ là một trong những yếu tố mình sẽ cần theo dõi thêm đối với lại hoa sen. Về cái lượng cung của nó lăn quanh cái vùng phía trên này. Là cái vùng mà em nghĩ là cũng có đa số nhà đầu tư cá nhân kẹp hàng sau cái phiên ngày hôm qua đó. Rồi ha, đó là với ngành thép. Và về dầu khí thì dầu khí đoạn này phiên ngày hôm nay em nghĩ là nó cũng gọi là đình sình là chính thôi. Nhưng mà cá nhân em đánh giá để xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở trong những cái video kế tiếp. Chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Tạm biệt mọi người.